Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Để tiếp theo hành trình ở khu vực Chợ Lớn ngày hôm nay thì em mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một khu xóm nữa mà nơi đó cũng gắn liền với ký ức tuổi thơ của cô chú anh chị mà ngày nay cũng rất là thay đổi. Và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Lục Tỉnh năm xưa và cũng là Hồng Bàng ngày nay. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về quận 6, đi qua Phú Lâm, đi đến xa cảng miền Tây, và theo hướng ngược lại chúng ta sẽ đi về quận 5, đi đến quận Nhất. Và hôm nay thì em mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ đi đến khu vực đó là khu vực xóm Cải, một khu xóm nằm ở một cái vùng của ngày xưa trồng rất là nhiều cải, nằm san sát nhau ở sau lưng tòa hành chánh quận 5 bây giờ. Nhưng mà bây giờ không biết tòa hành chánh quận 5 là phải ở phía sau ủy ban quận 5 hay không nữa. Nói chung bây giờ những cái địa danh nó cũng chỉ còn trong ký ức của cô chú anh chị chứ không có thể hiện trên giấy tờ nữa, nên thành ra trên bảng hiệu nữa, nên thành ra nhìn nếu mà không phải là người ngày xưa thì cũng không biết đó là xóm Cải. Còn ở quận 8 thì có xóm xóm Củi, xóm Lò Than và những khu xóm ngày xưa thì có một cái gì đó đặc trưng tạo thành một cái khu xóm luôn. Và bây giờ chúng ta đang có mặt ở đây là gần với Thuận Kiều, nơi đây là giao lộ Hồng Bàng với lại Nguyễn Trãi. Thì mình sẽ xuất phát từ đầu đường Nguyễn Trãi, sẽ đi về quận 5, đi về quận Nhất, đi ngang qua khu chung cư xóm Cải. Nơi đây là giao lộ Nguyễn Thị Nhỏ, Hồng Bàng, rồi Nguyễn Trãi. Nếu mình quẹo bên cánh phải là Nguyễn Trãi nè, bên cánh trái là Hồng Bàng, đi đến Thuận Kiều. Anh chị thấy một cái biểu tượng của cái tòa nhà rất là cao màu xanh xanh, ngày nay có tên là Garden Mall. Và mình đang đi hướng Nguyễn Trãi số 1053, 1045. Ở đây số rất là lớn. Đây là xóm Vôi. Mình đi tới tí nữa ha. Ở khu vực Chợ Lớn này thì mấy ngày nay thì nói chung mọi cửa hàng công việc buôn bán trở lại bình thường, không có đông đúc như những ngày Tết nữa. Nhưng mà so với các con đường khác thì ở khu vực khác thì ở Chợ Lớn này luôn là khu vực đông đúc. Tuy là không có bằng ngày Tết thôi chứ bình thường vẫn đông. Đây giao lộ đường Phú Giáo với lại Nguyễn Trãi. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi ngang qua ngôi chợ mà lúc trước em cũng có đi dạo vô khu vực đó một lần. Mà ngôi chợ rất là nhiều, mang rất là nhiều cái tên, người đặt là chợ Phùng Hưng, người đặt là chợ Lão Tử, người đặt chợ Thủ Đô, người đặt chợ Nhà Giàu. Nhưng mà theo lời chia sẻ của chú anh chị thì tên nào cũng đúng ha. Và sau đó bây giờ là hơn 1 giờ rồi. Lúc nãy em đi dạo một vòng ở đường Hàng Hải Nguyên rồi trên đường về này, thì được nhớ đến anh chị thì chúng ta tiếp tục đi đến khu vực xóm Cải, khu xóm ngày xưa trồng rất là nhiều cải và ngày nay ở khu xóm đó là trở thành một cái khu nhà, rất là nhiều nhà, gọi là chung cư xóm Cải. Ngày nay nhà ở Sài Gòn thì nói chung rất là đắt. Những ngôi nhà ở đó thì có giá tầm dao động 2 tỷ tới 3 tỷ. Có những căn hơn, có những căn thì bình quân là khoảng hơn 2 tỷ nha. Đây giao lộ Đỗ Ngọc Thạnh với lại Nguyễn Trãi nè. Ở đây cũng có một cái, không phải một mà là nhiều, nhiều xe nước sâm bán cũng rất là ngon, rất là nổi tiếng. Sẵn đây mời anh chị và các bạn ta uống nước sâm giải nhiệt nha, 24 vị mía lau
yến rùa hay bông cúc. Đây có cà riêu quảng, cà riêu dê, cà riêu vịt. Ở đây vào những dịp Tết thì bán rất là nhiều các loại bánh phục vụ cho ngày cúng. Đây là bán rất là nhiều đồ cúng nè, với lại đồ ăn, trái cây, nước sâm. Nhưng mà hôm nay nước sâm mình thì không có bán rồi, ngay giao lộ Phùng Hưng với lại Nguyễn Trãi. Bên cánh trái là chợ Nhà Giàu nè, chợ Thủ Đô nè, chợ Phùng Hưng. Bên cánh phải là mình sẽ đi ra khu vực đèn Năm Ngọn, chợ Sói Kình Lâm. Ở đây có xe nước sâm nhưng mà hôm nay xe nước sâm không có bán rồi, tại muốn nó cũng quen rồi. Khu vực này có chùa, chùa Bà. Ở chợ lớn này có rất là nhiều ngôi chùa. Mấy ngày Tết thì ở chùa, ở chợ lớn thì cũng không có đông. Tại vì do là tình hình dịch bệnh đó, nên việc giãn cách xã hội là cần thiết, nên không có tập trung, người dân không có tập trung đi chùa. Nhưng mà ở các tỉnh như là chùa Bà Tây Ninh rất là đông. Hôm bữa chị thấy quá trời đông người đi chùa luôn á. Vì ở Sài Gòn thì lúc đó là dịch bệnh, nơi bùng phát dịch, nên thành ra mọi ngành nghề đều giãn cách hết trơn. Khu vực này là cái nơi gửi xe của quán cơm gà Đông Nguyên, rất là đông, rất là nổi tiếng ở chợ lớn này. Nói chung mấy hôm nay thì em cũng nhận rất là nhiều cuộc gọi điện thoại của rất nhiều cô chú anh chị và các bạn. Thì cái kênh YouTube cũng nhỏ bé thôi, nhưng mà nhờ sự quan tâm, nhờ sự yêu cầu của cô chú anh chị, sự chia sẻ, thì cũng rất là nhiều người cũng liên lạc, rồi comment email, rồi gọi điện thoại. Nói chung là những, mà đặc biệt là những cô chú anh chị gọi điện thoại là những người rất là quan tâm đến Vinh Lâm TV. Tại vì cái số điện thoại thì em không có show ra ở trong phần mô tả, nhưng mà anh chị vẫn tìm đến được. Cho thấy là anh chị coi YouTube mỗi ngày luôn á, coi rất là kỹ luôn á, nên thành ra mới thấy được. Nhân đây em cũng xin cảm ơn đến sự quan tâm, sự chia sẻ của tất cả khán giả, cũng như trong và ngoài nước, người thân, bạn bè và gia đình. Hồi xưa thì bên khu vực này là chùa Bà Thiên Hậu, hôm bữa thì rất là đông. Nó cũng không phải đông mà là cũng có người đi chùa, nhưng hôm nay thì hoàn toàn không có. Còn quay lại vấn đề hôm bữa thì trước giờ thì cái kênh YouTube này hầu như là các anh chị ở xa biết không à. Rồi sau này biết rồi, quen rồi, từ từ nó lan tỏa tới người nhà, rồi hàng xóm, rồi rất nhiều bạn bè cũng biết nữa. Thành ra nhân đây cũng xin cảm ơn tới anh chị đã luôn chia sẻ những cái like, những cái đóng góp ý kiến. Nói chung cái sản phẩm gì cũng vậy, cũng có người khen người chê. Cái gì mà người ta chê thì em cũng tiếp thu. Hy vọng là anh sẽ thay đổi nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới. Rồi chúng ta tiếp tục đến khu vực này là khu vực chợ Xã Tây. Một ngôi chợ cũng rất là quen thuộc với rất nhiều cô chú anh chị ở khu vực chợ lớn này.
bên cạnh phải chúng ta đó, bên trái của chúng ta đó là trường Chính Nghĩa, một ngôi trường rất là lớn, rất là đẹp. Chợ Sở Tây buổi trưa thì người ta đã dọn hàng hết rồi. Đây có anh bán dừa. Buổi trưa hè mà thấy trái dừa là thấy mát ruột, mát gan, mát lòng, mát dạ. Đó, mình đi tới tí nữa thì sẽ đến khu vực xóm cải. Khi mà qua giao lộ, gần tới giao lộ Nguyễn Tri Phương. Wow, quá trời nắng luôn hả? Đây là giao lộ Tảng Đà với lại Nguyễn Trãi. Cuối đường Tảng Đà bên cánh phải là khu vực xóm Chỉ ngày xưa. Và nơi đó có một cái làng nghề, làm chỉ, nên thành ra được đặt là xóm Chỉ. Ngày xưa việc đặt tên những khu xóm thì rất là đơn giản. Nghe tên thì mình biết cái đặc trưng, điểm đặc trưng của cái khu xóm rồi ha. Cái tên rất là quen thuộc. Xóm Củi chuyên bán củi, xóm Than thì chuyên bán than, xóm Cải thì chuyên trồng cải. Cái gì đó nó khu xóm ngày xưa, cái gì đó nó rất là mộc mạc. Còn bây giờ những cái tên đặt được đặt theo theo nước ngoài, có thể là đặt tên khu khu Bali, rồi khu Paradise, rồi khu Vinhome, nói chung là những cái khu tên tuổi bây giờ nó mang cái gì đó nó hiện đại, nó không có cái nét truyền thống như ngày xưa. Do là mỗi thời mỗi khác ha, nên mình cũng không có nói thời này như thế nào, thời kia như thế nào, nhưng mà mỗi thời thì nó có một cái giá trị về hoài niệm cho sau này. Đây là giao lộ Trần Xuân Hòa bên phải, và chúng ta đi tới tí là bên trái thì có khu chung cư, bên phải thì có cái hẻm để thông ra đại thế giới, và cuối hẻm này thì có một cái quán cơm rất là nổi tiếng đó, quán cơm gà Lão Mã. Rồi, và nhìn đối diện với con hẻm đó thì chúng ta thấy có khu vực chung cư Sống Cải. Phía sau là con đường Mạc Thiên Tích. Rồi chúng ta đi vào khu chung cư này ha. Chung cư này được xây dựng rất là kiên cố và không có cao như các chung cư khác. Chung cư chỉ thiết kế là một tầng trệt, và 5 tầng lầu. Có nhiều anh chị hỏi những cái nhà bán ở đây thì có giá như thế nào, thì giá nó tầm khoảng 2 tỷ 3 tỷ tùy theo diện tích mỗi căn. Thì những ngôi nhà ở đây diện tích chừng 50 mấy mét vuông thôi, không có lớn, cũng rất là nhiều lô. Lô bên đây là lô E. Lô E nè, ở giữa thì có cái khu công viên để xe, ở dưới thì bán rất là nhiều đồ ăn, nước uống. Khu Sống Cải ngày nay anh chị thấy đây là khu vực phía sau bệnh viện Đại học Y Dược đó. Đường Mạc Thiên Tích.
À, đây có một hàng cây rất là lớn, rất là mát. À, không biết nhà anh chị là ở khu vực lô nào ha. À, mình nhìn lại cái những cái lô ở đây. Ở đây là lô đây là phía sau rồi, lô C. Những chung cư ngày xưa nhìn là thấy là biết liền, có những xào đồ rồi dây điện, dây mạng rất là nhiều. Những chung cư thiết kế sau này thì hầu như là dây thì âm tường hết rồi. À, phía trước anh chị đó là đường Ngô Quyền, khu phố luật sư. À, tại vì ở đây thì có rất là nhiều văn phòng luật sư ở đoạn Ngô Quyền này, cái đoạn nhà 64 của khu vực anh chị Long. Rồi chúng ta đi vô cái lô này nữa ha, kèm vòng để anh chị thấy biết đâu trong những hình ảnh này lại là những kỷ niệm của cô chú anh chị khác thì sao. À, những khoảng giữa của những lô và những dãy chung cư nè. À, chung cư ở đây thì không có lớn, diện tích không có lớn, không có tầng hầm. À, bãi xe thì nằm ở giữa các lô. À, đi một vòng để cô chú anh chị nếu mà ai có quan tâm tới những cái ngôi nhà ở đây thì mình cũng có thông tin để tham khảo ha. Ở đây thì chung cư này không có lớn nên thành ra dân số cũng không có đông, việc tập trung ở đây cũng không có lớn nên mình thấy cũng rất là an ninh. Bên trái anh chị đó là lô D. À, ở dưới có bán cơm rồi bán nước. Ở đây khác với các chung cư hiện đại khác là thường các chung cư hiện đại khác thì sẽ có siêu thị. Siêu thị nằm ở dưới tầng hầm hoặc là tầng trệt của các lô, người ta có thể đi chợ mua đồ gia dụng, đồ thực phẩm ở dưới tòa nhà của mình ở luôn. Còn những chung cư này thì không có, có thể là do không có mặt bằng để các nhà đầu tư phát triển các hệ thống của những cái shop tiện lợi đó mở. Bên kia thì có trường mầm non Sơn Ca. Bên đây là lô lô G, lô G. À, đây rất là mát. Đây là con đường Phúc Hưng nè. Thẳng con đường này sẽ đi ra đường An Dương Vương, khu vực ngã 6, nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn. Đó là một công viên cũng rất là lớn và ngày nay làm lại rất là đẹp. Chúng ta đi tiếp tục con đường này, rất là mát. Không biết cô chú anh chị có ai ở khu vực này hay không. Con đường này thích vô cùng, mát đến độ mà không có một cái bóng nắng rọi xuống đường này, thì thấy không, cây bóng, cây cao bóng cả luôn. À, bên đây có phòng phục hồi chức năng 149/17 Nguyễn Tri Phương. Bên cạnh trái chúng ta đó là đường Nguyễn Tri Phương.
trường trường Sơn Ca lúc nãy đó. À, con đường này thích thiệt, rất là mát. Mình ở đây là đường Nguyễn Trãi lại rồi. Ở đây có một cái xe cháo, thấy rất là lâu năm ở đây rồi nè. Xe cháo, cháo thập cẩm, cháo ngon, nhưng mà không biết có ngon hay không. Thì không biết cô chú anh chị nào đã ăn ở đây hay chưa. Và cái video clip ngày hôm nay ở xóm Cải chia sẻ cùng anh chị, hy vọng thông qua những hình ảnh này thì chúng ta cũng cảm thấy được, cảm thấy được Sài Gòn nó gần hơn với chúng ta khi mà mình đã rất là nhiều năm xa cách và chưa có dịp về. Thì hy vọng video clip này cũng gợi nhớ cho tất cả anh chị những hình ảnh về ngày xưa, và đâu đó cũng gửi những cái hình ảnh của các anh chị ở các tỉnh khác khi mà mình có dịp đến với Sài Gòn. Khi mà nghe nói chung cư Xóm Cải cũng biết được ở đó là như thế nào ha. Rồi bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo ở Sài Gòn nha. Rồi bye anh chị và hẹn gặp lại.